Thưa quý vị, tiếp nối chuỗi chương trình đại lễ trai đàn bạc độ ký tự khôi cốt Chư Hương Linh tại chùa Kỳ Quang 2, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 31 tháng 10 nhằm ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý, hội đủ duyên lành Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, kim chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã quang lâm chánh điện chùa Kỳ Quang 2 và có bài pháp thoại khai thị đến toàn thể chư tăng Phật tử thân nhân Chư Hương Linh được thờ tự tại chùa. Cũng tại đây, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng đệ nhất phó pháp chủ tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu. Mở đầu lời khai thị, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trong niềm hoan hỷ của chư tăng Phật tử cùng toàn thể hội chúng có mặt tại chùa. Trong thời gian vừa qua, chùa Kỳ Quang 2 đã gặp phải một số biến cố tại nơi thờ linh cốt do công tác tu sửa lại chùa. Hòa thượng trụ trì tuổi đã cao nên không thể đủ sức đứng ra giải quyết sự việc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã cử thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động và đứng ra giải quyết những vấn đề tại chùa Kỳ Quang 2. Sau hơn một tháng trôi qua, những vấn đề tại chùa Kỳ Quang 2 cũng đã dần được giải quyết ổn thỏa và trở lại với những hoạt động Phật sự. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu cũng đã trở về chùa sau thời gian nhập thất tu tập và chính thức được phục hồi chức vụ trụ trì vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Nhân đây, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng đã ghi nhận công đức Hòa thượng trụ trì. Trong hơn 20 năm qua, Hòa thượng có lòng từ bi, yêu thương tất cả chúng sanh. Ngôi chùa Kỳ Quang 2 từ lâu đã là mái ấm tình thương của những mảnh đời bé nhỏ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ. Dịp này, Đức Trưởng lão Hòa thượng cũng đã gửi những lời sách tấn đến chư tăng Phật tử và toàn thể hội chúng phải biết buông bỏ hết muộn phiền khổ ải của trần gian, tinh tiến tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ. Đức Trưởng lão Hòa thượng cũng đảm cầu nguyện cho Chư Hương Linh được sống trong thế giới an lành, thân nhân gia đình Phật tử, con cháu sẽ có cuộc sống an vui hạnh phúc. Chiều cùng ngày, ban tổ chức đã chính thức cử hành đại lễ trai đàn chẩn tế, thuyết u minh giới, bạc độ Chư Hương Linh giảng sanh tịnh độ, do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm sám chủ và Hòa thượng Thích Minh Thông truyền quy giới cho các hương linh. Đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu là nghi thức của Phật giáo nhằm tôn trọng trì chú cầu nguyện và hồi hướng công đức, cầu siêu cho các hương linh và cầu an cho các thân nhân Phật tử.